Anh chị mình thường nghe nói một câu nói là chơi hoa đừng để hoa tàn. Thì hôm nay em sẽ dẫn dụ cho các anh chị mình ở trên những cái cây lan của mình ha. Thì thường là anh chị mình sẽ nghe em tư vấn cho mình là có những dòng hoa lan mình chơi từ được 1 tháng nè, 2 tháng, thậm chí có những cái dòng mà tới 4 5 tháng luôn. Đó là cái độ bền của hoa ha. Tuy nhiên là khi các anh chị mình chơi lan thì mình không có nên để những cái vòi hoa nó quá lâu như vậy, từ khoảng 4 tới 5 tháng ha. Thứ nhất là vì là để vòi hoa lâu nè, cây của mình tập trung dinh dưỡng trên những cái vòi hoa như thế này thì nó sẽ làm cho cây của mình bị mất sức nè, khó phục hồi hoặc là thời gian phục hồi rất là lâu, nó sẽ không có thể tái tạo lên những cái mầm mới nè, và thứ hai là những cái lứa hoa tiếp theo của mình nó sẽ không có được dài đẹp và bền nữa. Thì với những cái chậu hoa ví dụ trên dòng dendro đi, thì các anh chị mình khi vòi hoa của mình nở căng như thế này là thời điểm là các anh chị mình bắt đầu là mình cắt vòi được rồi cả nhà. Là như chậu bà liễu này thì nó cũng đã quá căng rồi đó, đến thời điểm này là cắt là hơi muộn rồi đó. Thì với những cái chậu như thế này thì các anh chị mình chơi tầm khoảng là 1 tháng đến 2 tháng là mình bắt đầu cắt hoa rồi. Như anh này đây, để quá trời lâu luôn nè mọi người nè, mình thấy cây nó bắt đầu là nó những cái mầm gốc lên nè, anh chị mình thấy nó đã không có còn mập mạp giống như hồi đầu nữa ha, tại vì bao nhiêu dinh dưỡng là nó dành hết trên vòi hoa. Thì với những cái cây này là mình nên cắt bỏ hết các anh chị ha. À, khi mà vòi hoa đang nở căng như thế này thì các anh chị mình có thể ha, mình cắt mình thấy tiếc thì mình có thể cắt vô để mình tiếp tục mình cắm hoa mình trưng ở trong nhà, cũng là một cái để cho các anh chị mình chơi tiếp. Thì với những cái vòi hoa như thế này nè mọi người, khi các anh chị mình cắt đó, thì mình sẽ chừa giúp em một đoạn nhỏ ha, mình đừng cắt sát quá. Ví dụ như là lỡ các anh chị mình cắt mà cái kéo của mình nó bị trúng cái thân á, mà mình không xử lý kịp thì nó dễ bị nấm bệnh tấn công ha, nên là anh chị mình sẽ chừa giúp em một đoạn như thế này. Ai mà kỹ hơn á thì mình có thể là bôi keo liền sẹo lên đây thôi. Còn nếu không á thì cái vết cắt này nó tầm khoảng 5 đến 10 ngày thì nó cũng sẽ khô. Và từ từ ngay chỗ cái đây. Đây là cái chỗ cắt nè, nó sẽ khô. Và khi nó khô thì các anh chị mình có thể bẻ sát được và nó không có ảnh hưởng đến cái cây của mình. Và khi hoa các anh chị mình đã cắt vòi xong thì mình sẽ tập trung dinh dưỡng. Ở cái phần tập trung dinh dưỡng này thì các anh chị mình tăng cái liều lượng của đạm lên giúp em nha, tại vì cây nó đã mất sức một thời gian rất là dài. Khi mà mình nuôi vòi hoa thì mình phải tập trung dinh dưỡng đạm cho nó giùm em. Các anh chị mình có thể bổ sung những cái loại mà đạm cao, ví dụ như là 30 10 10 nè, hoặc là 20 điều cũng được. Bên cạnh đó thì để cho cây của mình nó được bền khỏe thì các anh chị mình vẫn phải phun thêm B1 kết hợp với lại NPK ha, đạm nhiều ha, và bón thêm cho em là những cái dòng phân tăng chậm mà các anh chị mình đang sử dụng.